mèo bộ Lego Neso này. Tên con này quyết định tháo bộ đồ chơi này ra lắp ráp 6 hộp bộ đồ chơi Lego Neso, Lego hiệp sĩ. Wow, có hiệp sĩ này thấy chưa? Hôm bữa con này gắp quá giật rồi, hôm nay con này sẽ gắp hiệp sĩ. Nhưng mà không biết sao bộ này các bạn comment em nữa. Tại vì cũng có một bộ Lego Neso rất là bự, nhưng mà cô này cũng có thời gian để tháo bộ đó. Nhờ để hư bảy chủ nhật đi, cô này sẽ bóc 2 bộ. Một bộ là Iron Man hộp lớn, như là hộp Neso hiệp sĩ hộp bự. Đây, 2 bộ này. Bộ thứ nhất, đúng không các bạn? Bộ bự này nè. Đó, bộ thứ hai Lego Neso hộp bự thứ hai. Wow, phải có thời gian rảnh mới bóc được 2 hộp đó. Hộp đó nó bóc lâu lắm, bóc chắc 2 tiếng đồng hồ chưa xong đó. Bây giờ con này sẽ bóc 6 bộ này trước, bộ nhỏ. Đây, và các bạn đừng quên là comment bên dưới những video các bạn muốn con này bóc nha. Ây da, người đang tháo con kèo ra. 1 hộp, 2 hộp, nhiều quá. Ây da, 3, 4, 5 và 6 hộp xong. 6 hộp rồi. Wow, bây giờ mình sẽ chiếc cầm lên, bóc từng hộp trước. Đây, hiệp sĩ này trước, hiệp sĩ cưỡi mô tô luôn. Wow, cầm khiên cầm kiếm quá hấp dẫn. Bây giờ mình sẽ tháo ra đây. Lại có băng keo nữa, băng keo nhiều quá. Wow, không nhận lắp ráp nè, ráp chiếc xe mà dễ không có khó. Ui, sao bên trong khác, bên ngoài khác mà sao? Hai cái nó mang nhầm nhầm hết. Ở sao thành con này rồi? Có nhầm lẫn không? Thôi kệ đi, có mình cứ lắp ráp thôi, biết đâu nằm trong hộp khác đúng không các bạn? Này, ở ngoài hộp màu xanh mà ở trong là con màu đỏ, là con này mới ghê. Đấy, có con nào mình lắp con đó, nhờ chỉ cần lắp ráp thôi. Một bánh xe. Xe này là xe leo núi luôn, vượt địa hình luôn, ghê thiệt. Ây da, cứng quá. Các bạn hãy đăng ký là thành viên của Cô Lì TV để là người nhận được những video đồ chơi và video game mới nhất nha. Cứng quá, cứng quá. Một bánh, hai bánh, đèn xe. Nhà xong chiếc xe rồi, bây giờ tới người lính. Đợi cái nón lên, cho nó ít coi. Wow, chơi là bùm nữa luôn, mới ghê. Ai, con này chắc con quá giật rồi. Nhìn có răng nanh nè, ép chắc luôn. Ôi, chắc lộn tay rồi. Đó nha, anh này mới đúng. Đó. Wow, cầm phi tiêu luôn hả? Wow, phi tiêu là phi ra nè. Còn cái này là cái xiên. Cái xiên có cái đầu sọ luôn, ghê quá. Đã xong. Wow, cũng đẹp đó. Lên mô tô coi. Chú, ôi da, té tôi rồi. Nghe chưa? Wow, đó, đã xong. Lego hiệp sĩ. Một chú, đứng vào đây nha, để tôi làm mấy chú nữa. Tiếp tục lại hiệp sĩ này, không biết có giống hiệp sĩ này hay không. Lại băng keo, cắt băng keo ra. Đúng rồi, cái này thì đúng các bạn ơi. Cái này màu đúng nè, thì cắt hiệp sĩ rồi. Nè, cứng quá.
xe trước. Ồ, xe mô tô luôn. Bánh xe. Ây da, cứng quá, đau tay quá. Cái chiên luôn. Đây, này chắc là Lego hiền rồi. Tay hiệp sĩ chắc luôn. Tiếp đến. Wow. Gắn như này luôn kìa, 212 cái rìu. Gắn bên dưới luôn. Ghê thiệt. Bách quá, đẹp quá. Đèn xe. Xong. Đây, rớt nha. Mình sẽ gắn lại, không sao cả. Tới người lính. Hai gương mặt luôn, một gương mặt nè. Hai gương mặt nè. Hai gương mặt đây, gương mặt này đi, lém lĩnh. Các bạn đừng quên đăng ký là thành viên của Cu Lì TV để là người nhận được những video đồ chơi và video game mới nhất nha. Áo giáp. Xây mặt quá. Xây mặt này đi cho nó thành. Tiếp theo là nón bảo hiểm. Mà phải nón bảo hiểm đâu, cái này giáp sắt của người ta đó. Cuối cùng là cái vành nón. Đó. Wow. Vũ khí của anh là gì? Có cái khiên thôi à, không có vũ khí. Ê, nhớ cái khiên của tôi. Wow. Cầm lên. Rồi xong. Wow, giờ cô Lưu này sẽ cho cưỡi lên chiếc mô tô. Wow, đã xong rồi các bạn ơi. Ngồi xuống nắm tay vô đàng hoàng chứ. Đó. Wow. Đẹp quá, con này đẹp quá. Không biết còn con nào đẹp hơn nữa không. Rồi, chị nhanh trong. Vô trong đi. Tiếp tục. Hiệp sĩ màu xanh lá cây. Ây dù. Hiệp sĩ màu xanh lá cây. Đúng luôn. Y chang, không có két gì hết. Một chiếc mô tô. Wow. Bánh xe. Có súng luôn. Hiệp sĩ thì có súng luôn, ghê quá. Các bạn thấy súng chưa, trong hình kìa. Có súng bắn luôn đó. Hai bánh xe. Rồi mình nhắc người lính thôi, có giáp nè. Hai gương mặt luôn, mọi mặt cười nè. Thấy chương quá. Lắp vào. Gắn tay. Ôi, đang gắn tay trước mà được. Gắn tay sao mà khó lắm. Phải gắn tay vào trước. Ây. Xong. Đó. Mũ bảo hộ. Wow. Nhờ tới khiên mà sống. Khiên. Cầu lửa. Sống. Bắn đạn màu đỏ. Đầu tiên là lắp miếng này chưa.
sao bắn nè. Chiu, đó thấy chưa, bóp súng là nó bắn. Đây là khẩu súng của Nero màu xanh lá cây. Đây rớt cái chân. Ôi da. Khiên. Hầu như đây con hiệp sĩ đều có khiên hết các bạn. Wow. Đèn có chưa? Chưa gắn đèn. Xong. Hoàn thành. Rồi chỉ vậy thôi. Vào trong. Tiếp theo. Như một cánh tay. Hiệp sĩ tiếp theo. Hiệp sĩ màu trắng, màu xám chứ. Hiệp sĩ màu xám. Đúng rồi, hiệp sĩ màu xám nè các bạn. Wow, nhiều quá. Khiên, gắt khiên trước luôn. Khiên dễ gắt nhất. Tới chiếc xe. Bánh xe. Các bạn hãy đăng ký là thành viên của Cu Lì TV để là người nhận được những video đồ chơi và video game mới nhất nha. Bánh xe khó gắt quá. Bánh xe cứng lắm. Ui da, đau ta luôn á. Rồi, cô Lì xong bánh xe rồi, cô Lì gắn vào. Đèn xe. Đèn của xe. Rồi, cái gì đây? Nhiều món quá. Vũ khí. À, đây. Kiếm màu đỏ. Anh ta dùng là kiếm màu đỏ. Tiếp theo nắp tay trước rồi mới lắp giáp. Lắp tay trước rồi lộn cái tay này luôn. Tháo ra gắn cái này khác. Giáp. Ui da. Hai gương mặt nè. Một gương mặt. Hai. Ủa có một gương mặt thôi. Con này chỉ có một gương mặt. À, rồi xong. Bây giờ gắp mũ bảo hộ. À rớt kìa. Cố lên, sắp xong rồi. Chỉ có 6 hộp thôi. Wow. Giờ xong rồi đó. Cầm kiếm nào. Cầm khiên luôn. Hơi khó một tí. Nhưng mà con này cũng đã sắp hoàn thành rồi. Sao? Nero hiệp sĩ màu xám. Cưỡi xe màu trắng. Wow. Ây da. Vô lên. Che mặt luôn, không thấy đường luôn. Wow. Đã chưa? Rồi mình đẩy xe một bên đi nha. Ừ, ta nằm luôn đi. Mình gác những mẫu còn lại. Hai chiếc còn lại. Thử màu đỏ coi, hồi nãy mình gác màu xanh á. Nè, gác con, ý gác con này chứ. Con màu xanh dương nè. Mà ra lại con màu đỏ. Nhìn gác thử con này coi, phải con màu đỏ. Con có màu xanh dương không? Gác ra. Rồi con màu đỏ luôn, vậy chúng ta đã mất con màu xanh dương rồi. Ở đây một hộp màu xanh dương nè, cô Lì tháo ra luôn. Có phải màu xanh dương không? Là hết rồi, có hai hộp cuối thôi. Đúng rồi nha, là màu xanh dương. Mình chúng ta đúng rồi. Đây gấp xanh dương trước. Mình chúng ta đến hai hộp màu đỏ nữa.
xe là dễ nhất. Bánh xe. Một. Thôi còn một bánh xe nữa đâu. À đây, nằm trong cái giá phát hồn tưởng đâu thiếu cái bánh xe rồi. May quá. Kim. Kim. Wow, kiếm gì có vậy thôi. Tới người lính. Một gương mặt, hai gương mặt. Gương mặt giận dữ và gương mặt cười. Tới gương mặt cười nha. Rất tay. Sắp xong rồi. Giáp. Đó. Nhắn. Giáp sắt. Nón sắt. Khiên. Kiếm. Wow. Quá dữ. Bánh xe. Đèn xe. Bánh sao. Lên ngồi. Wow. Đẹp tuyệt vời luôn. Con này đẹp nhất. Con này thích con này. Rồi anh thời cho đứng ở ngoài đi. Lát nữa lên xe sao. Giờ đáp bộ cuối cùng. Ê con hồi nãy như mình nhắc mình sẽ cho. À có đèn xe rồi. Rồi con cuối cùng. Con màu đỏ y chang con hồi nãy thôi, không có khác gì hết. Trời ơi, cho hai cái xe luôn. Sang dữ. Cho hai khung xe luôn mới ghê. Wow. Một. Hai. Cái này gấp rồi, con này gấp lẹ lắm. Gấp tóc hành luôn. Cho dư tay cũng mới ghê. Wow, gần xong rồi. Nón. Tóc chứ. Cười nhạt. Vũ khí. Đã xong. Cái này dơ để xem một bên đi. Mốc thiếu cái nào mình bù vô. Lên xe. Wow. Đó, chỉ vậy thôi. Xong. Giờ mình chiêm ngưỡng nha. Đó, xong rồi. Wow, ngay là 6 chiếc xe. Mình hạ thấp xuống. Wow. Đẹp chưa. Hay già mà quá. Wow. Các bạn thấy đẹp không nè. Các bạn thấy đẹp lắm. Wow. Kiếm sĩ. Kiếm sĩ xanh dương. Kiếm sĩ xám. Mặt này trên màu đỏ. Wow. Ngoài dàn xe thì sao? 6 chiếc mô tô. Wow. Và các bạn ơi, video này đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới nha. Các bạn thấy hay thì bấm like, share và đăng ký kênh Cu Lì TV. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Cu Lì. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại. See you again. Đẹp thiệt.